Xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn Trên Ghế. Chương trình được phát sóng vào lúc 18h10 thứ 3, 5, 7 và phát lại cùng khung giờ vào thứ 2, thứ 4 hàng tuần trên HTV9. Tôi là Đăng Việt và sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Trên Ghế hôm nay có gì? Tiêu điểm nóng. Subaru Crosstrek lộ ảnh mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ ba xe ION về Việt Nam cuối năm nay. Hyundai Santa Fe 2024 bắt đầu có những chủ nhân đầu tiên tại Việt Nam. Trong phần Trên Ghế nóng, chuyên gia Đoàn Anh Dũng tiếp tục tư vấn chọn xe cho quý khán giả trong series Xe nào cho ai. Và đừng quên mini game ở cuối chương trình. Sau đây là những tin tức chúng tôi vừa cập nhật. Subaru Crosstrek tiếp tục xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau những hình ảnh khi được vận chuyển ra khỏi container ở cảng, mới đây những chiếc Subaru Crosstrek tiếp tục xuất hiện trên đường phố thành phố Hồ Chí Minh. Hai chiếc xe màu đỏ và xanh không che chắn để lộ nhiều đường nét thiết kế của mẫu xe này. Hãng xe Nhật Bản xác nhận Subaru Crosstrek sẽ ra mắt thị trường tại triển lãm Việt Nam Motor Show 2024 tháng 10 tới. Xe sẽ cạnh tranh cùng phân khúc với Honda HR-V, Hyundai Creta, Kia Seltos, Nissan Kicks, Mazda CX-3, CX-30, Toyota Corolla Cross, Mitsubishi Xpander, vân vân. Hãng xe ION xác nhận 3 mẫu xe gồm E+, ES, HTV9 sẽ xuất hiện tại Việt Nam vào cuối năm nay. ION E+ là mẫu xe đang bán tốt tại Trung Quốc và Thái Lan. Xe có kiểu dáng MPV tương tự mẫu Mitsubishi Xpander. Kích thước tổng thể của E+ dài 4.535, rộng 1.870, cao 1.650 cùng trục cơ sở 2.750mm. ION ES là mẫu sedan có kích thước tương đương Toyota Camry. Động cơ điện của xe có công suất 134 mã lực, mô men xoắn 225 Nm, pin 55,2 kWh cho tầm vận hành 440 km. Cuối cùng, ION Hatch HT là mẫu xe có thiết kế độc đáo nhất khi cửa sau mở kiểu cánh chim, giống Tesla Model X. Mẫu xe này có dáng coupe SUV thời trang, trang bị nổi trội với màn hình 14,6 inch, kính cách âm 2 lớp, vô lăng vắt đáy, ghế tích hợp massage và sưởi, ghế sau có thể ngả 143 độ. Động cơ điện mạnh 355 mã lực, 430 Nm. Bản sử dụng pin dung lượng 72,7 kWh, chạy được 550 km sau một lần sạc. Bản sử dụng pin dung lượng 93 kWh, chạy được 770 km sau một lần sạc. Trong khi đó, mẫu Hyundai Santa Fe 2024 ra mắt ngày 18 tháng 9 đã có chủ nhân đầu tiên là anh Nguyễn Quang Trung đến từ Hà Nội. Xe thuộc phiên bản Calligraphy 2.5 Turbo, sử dụng động cơ xăng 2.5 lít tăng áp, công suất 281 PS, giá bán 1,365 tỷ đồng. Chia sẻ về việc này, anh Trung cho biết, ngày 18 tháng 9, buổi sáng tôi đang ngồi uống cà phê thấy tin ra mắt, chiều đến xem, thấy thích nên chuyển tiền lấy luôn mẫu trưng bày. Chào đón quý vị trở lại với Trên Ghế nóng series Ai chọn xe gì. Kính thưa quý vị, sau số đầu tiên chúng tôi đã nhận được thêm những câu hỏi của quý vị, nhận được những chân dung để cùng với chuyên gia tìm ra lời giải đáp cho quý vị để tư vấn một mẫu xe hợp lý với từng chân dung đó. Và ngày hôm nay tiếp tục trở lại với trường quay, xin trân trọng giới thiệu chuyên gia Đoàn Anh Dũng. Xin chào các bạn của Trên Ghế, xin chào anh Việt. Thôi bây giờ tôi nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu luôn để cho khán giả đỡ phải chờ đợi, đúng không? Giống như số đầu tiên thì bây giờ tôi sẽ tổng hợp một số chân dung để anh Dũng có thể tư vấn cho khán giả. Người đầu tiên, một bác khá là lớn tuổi. Tôi là Lưu Đăng Luân, 42 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, có vợ và 2 con, 8 tuổi và 12 tuổi. Đang tìm một mẫu xe khoảng giá 1,3 tỷ đồng. Không thích xe Trung Quốc, không thích xe điện. Tôi muốn tìm xe mới, 7 chỗ. Nếu mua xe thì phải gửi bãi mất tiền. Và rất muốn có một mẫu xe 2 cầu. Đó. Với chân dung như vậy thì Dũng sẽ tư vấn như thế nào? Theo tôi thì với chân dung của anh Luân, 42 tuổi, là một gia đình rất là cơ bản tại Việt Nam. Đó là một gia đình với hai bạn nhỏ. Một bạn 8 tuổi và một bạn 12 tuổi. Thì như anh Việt biết là hai bạn khung đấy cũng tương đối lớn rồi. Thế tuy nhiên là ở cái khoảng tài chính mà 800 triệu. Đâu, mà bác muốn tìm 1,3 tỷ đấy. À, đúng rồi. Đúng rồi, bác muốn tìm một xe 1,3 tỷ, 7 chỗ 2 cầu. Đúng rồi. Đó. Không thích xe Trung Quốc, không thích xe điện và phải là xe mới. Đúng rồi. Với cái khoảng tài chính đâu đấy của anh Luân này là 1,3 tỷ và thích xe 2 cầu thì chúng ta sẽ tạm gọi đây là xe 2 cầu, tức là những cái xe mà dẫn động 4 bánh. có thể gài cầu được, tức là có khóa vi sai trung tâm, chứ không phải những cái mẫu xe all wheel drive tức là dẫn động 4 bánh toàn thời gian, mà đây là những cái mẫu xe mà có thể có chế độ gài cầu. Với khoảng giá 1,3 tỷ đồng thì tôi nghĩ ngay trong đầu đến mà là xe mới, không phải xe Trung Quốc, không phải xe điện, thì tôi đang nghĩ ngay đến Ford Everest hoặc là Toyota Fortuner. Đây là hai mẫu xe ở trong cái khoảng giá đó, có thể là chưa mua được bản cao cấp nhất, nhưng mà chúng ta có thể chọn những cái bản gọi là bản thiếu đi, với cái chế độ có chế độ hai cầu. Tuy nhiên với Everest thì cái khoảng giá này lại hơi bị với một chút, là khi mà 1,3 tỷ đâu đấy cả khuyến mại của hãng thì chúng ta mới chỉ là mua được cái xác xe không thôi, chưa lăn bánh được. Còn với Toyota Fortuner thì chúng ta có thể, vì nó có cả hai bản máy xăng và máy dầu, thì chúng ta có thể tìm được bản máy xăng với mức chi phí nó hợp lý hơn một chút. Và Fortuner thì họ lại có cái bản hai cầu nhưng mà chưa phải bản cao cấp nhất. Ví dụ Toyota Fortuner thì có bản hai cầu nhưng Legender thì nó cao hơn, nhưng hai cầu thường thì đâu đấy trên 1,3 tỷ một chút là chúng ta sẽ lăn bánh được một mẫu xe hai cầu rồi. Còn nếu mà không quá quan trọng thương hiệu nữa thì chúng ta có thể tụt xuống một số mẫu xe khác với những cái thương hiệu yếu hơn. Tôi có thể lấy ví dụ như là một cái mẫu xe đến của Mitsubishi, ví dụ như mẫu Pajero Sport, thì cái mẫu xe đó cũng có một cái mức giá hợp lý hơn. Dưới 1,3 tỷ một chút là chúng ta đã có một cái mẫu Pajero hai cầu rồi. Tuy nhiên thì cái không phải là thương hiệu yếu, mà là cái việc mà cái tính phổ biến của mẫu Pajero Sport so với Fortuner và Everest ở trong phân khúc thì ít hơn. Đó, còn lại thực ra mới 1,3 tỷ thì ngày xưa chúng ta sẽ có một vài sự lựa chọn khác nữa, ví dụ như Isuzu. Bây giờ thì vẫn có, nhưng mà thực sự là Isuzu là một cái thương hiệu mà cái sự tiếp cận của khách hàng và ngay như bản thân những người làm truyền thông thì chúng ta cũng tương đối ít. Hay là mẫu Chevrolet Trailblazer ngày xưa. Thế nhưng mà rất tiếc là bây giờ những cái mẫu xe đó đã không còn sản xuất nữa rồi. Đấy là những cái mẫu xe mà dẫn động 4 bánh nhưng mà có gài cầu chủ động, là có một cái mức giá hợp lý nhất. Với những sự lựa chọn mà Dũng vừa đưa ra cho bác ấy, thì đâu sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất theo Dũng? Theo tôi thì giữa cái mẫu xe như ở Pajero Sport hay là Everest hay Fortuner thì cái đầu tiên là về mặt tài chính đã, vì tất cả những cái sự lựa chọn đó để mà cố lên hai cầu thì bác ấy sẽ phải cố thêm đâu đấy khoảng 100 đến 150 triệu. Tại sao tôi lại đưa ra cái khung cố đấy? Bởi vì thường là những người đã bỏ ra khoảng 1,3 tỷ rồi thì họ có thể cố được 100 triệu. Tại vì theo kinh nghiệm của tôi gần 10 năm làm xe thì tôi thấy là như vậy. Cứ khách hàng nào đã bỏ ra được 1 tỷ thì thường là việc cố lên khoảng 10%, 7-80 triệu là họ cố được. Vậy thì bây giờ lựa chọn Ever này, Fortuner này hay là Pajero Sport thì lại phụ thuộc vào cái nhu cầu của họ, là sở thích cá nhân, rồi là thích một cái xe chạy như thế nào. Ví dụ Everest thì nó có một ngoại hình rất là đẹp, bề thế, nhiều trang bị và chạy thì đầm chắc. Thế nhưng mà thích một cái mẫu xe bền bỉ, rồi có thể đi gọi là nhiều cung đường khác nhau, gọi là rất là bền đi, gọi đi cày được, thì là lại là mẫu Fortuner. Tuy nhiên là thích một cái mẫu xe nhìn nó đàn ông một chút, nhìn nó cơ bắp và nhìn có cái gì đấy nó gọi là bụi bặm một chút, thì chúng ta có thể chọn mẫu Pajero Sport. Và rõ ràng Pajero Sport lại có một cái mức giá tiếp cận nó lại mềm hơn hai mẫu xe kia và phù hợp với nhu cầu của bác, đúng không? Rồi, chân sung số 2 muốn gửi tới Dũng để đưa ra lời khuyên, đó là tiếp tục một người nam giới nữa. Bạn Nguyễn Công Nam, 38 tuổi, sống tại Quảng Ninh, có vợ và hai con 10 tuổi, 7 tuổi. Ồ, bạn này có mức tài chính khá là eo hẹp. Mình chỉ có hơn 300 triệu và cùng lắm có thể vay thêm 150 triệu từ người nhà nữa. Muốn tìm một mẫu xe Nhật bền bỉ, chỉ cần tìm xe xăng, cũ mới đều được, đi lại trong phố, có thể gửi xe trong nhà. À, xe của bạn có thể để trong nhà nhé. Bạn ấy muốn có một mẫu xe có camera lùi vì mới lái. Thực ra cái đầu tiên cái key mà camera lùi thì chúng ta tạm thời có thể bỏ qua. Bởi vì sao? Bởi vì như anh Việt đã biết thì tất cả những cái mẫu xe bây giờ đại đa số đều được trang bị camera lùi. Còn nếu không nữa thì chúng ta phải lắp thêm, nó không. Tôi thì rất là nhiều những mẫu xe chúng ta có cái nhỏ phía sau đây, đúng không? Đúng rồi, nó không phải là cái vấn đề gì là quá lớn, thậm chí là bây giờ lắp cam 360 độ thêm màn hình nó là cái câu chuyện rất đơn giản. Với mức chi phí khoảng 10 đến 15 triệu là chúng ta có rồi. Đầu tiên là chúng ta quay trở lại tài chính của bạn Nam này, là bạn ấy có mức tài chính đâu đấy thì 300 và vay thêm 150, thì tôi tạm tính nó đâu đấy khoảng 400 triệu, không quan trọng cũ mới. Thì và yêu thích xe Nhật thì chúng ta có thể bỏ ra những cái mẫu xe mới luôn. Tại vì xe Nhật mà để mua mới thì ở khối khoản tài chính 400 triệu thì gần như là không có. Toyota Vios hay là Honda thì cũng không có cái mẫu xe nào có cái giá lăn bánh như vậy cả. Vậy thì với 400 triệu mà bạn ấy yêu thích xe Nhật thì hoàn toàn có thể. Ở Quảng Ninh thì chúng ta có thể nghĩ đến những cái mẫu xe đã qua sử dụng, ví dụ như là Toyota Vios này, Honda City này. Tuy nhiên ấy, với cái mẫu Toyota Vios thì lại cái cái chi phí của cả Toyota Vios, tôi đánh giá cao hơn một chút. Tại vì sao? Vì Vios có một cái khung gầm tôi đánh giá là tốt hơn so với mẫu Honda City. Tại vì Honda City, các cái mẫu xe Honda từ 2018 trở về trước thì cái gầm của xe nó không quá ok lắm. Đó thì đấy là những cái tư vấn của tôi ở trong cái khoản tài chính đâu đấy 400 triệu. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với một chân dung nữa muốn gửi tới Dũng. Đây, chúng ta sẽ có một bạn nữ. Tôi là Nguyễn Thị Thùy Trâm, 32 tuổi, sống tại Hải Phòng. Chân dung bạn này cũng khá là hay đây. Tôi là một single mom, có một con 5 tuổi, đang có sẵn 400 triệu và có thể vay thêm người thân để cố tới tầm 600 triệu. Không quan trọng thương hiệu, xe điện hay xe xăng đều được. Và chỉ cần tìm xe mới, nhu cầu đi lại chỉ đơn giản là trong phố. Và lại là vấn đề camera lùi. Thôi, vấn đề camera lùi cho chúng ta có thể bỏ qua. Rồi, ok. Vậy chân dung của bạn Trâm này thì một single mom thì Dũng sẽ tư vấn như thế nào? Thực ra với một cái khoản tài chính của bạn ấy là bạn Trâm này là 400 triệu thì tôi sẽ tạm coi như là cả vay thêm nữa thì bạn ấy sẽ có tài chính khoảng đâu đấy hơn 500 triệu. Chúng ta cứ lấy trung bình ở giữa đi. Thế vì với hơn 500 triệu và bạn ấy có một cái dữ kiện bạn ấy đưa ra là bạn ấy hay đi lại ở trong phố mà lại là single mom nữa thì tôi khuyến cáo là bạn ấy nên mua một cái mẫu xe xăng. VinFast F5 cũng là một cái sự lựa chọn khá gọi là được nhiều người lựa chọn trong cái khoản tài chính 500 triệu. Tuy nhiên thì bạn ấy lại là một single mom và lại là kiểu nói nữ lái, nói chung là tiếp cận ngay với những cái mẫu xe điện thì thực ra nó vẫn là một cái gì đấy nó hơi mạo hiểm một chút. Thì bạn ấy nên lựa chọn một mẫu xe xăng và ở cái khoảng tài chính nó đi lại trong phố nhiều và gầm cao thì chúng ta có thể nên lựa chọn mẫu Kia Sonet là một cái mẫu xe tôi đánh giá là rất là phù hợp. Tại vì nhà có trẻ con thì nên đi một mẫu xe gầm cao để nó có cái độ thoáng. Các bạn trẻ nhỏ mà ngồi trong xe cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Và như anh Việt đã biết thì đến mùng 1 tháng 1 2026 thì là tất cả những cái trẻ dưới 10 tuổi thì sẽ không được ngồi hàng ghế trước nữa và phải ngồi hàng ghế sau, thì những cái mẫu xe gầm cao cỡ A sẽ là một sự lựa chọn đáng cân nhắc. Hay là trong cái khoản tài chính đó thì hơn 500 một chút, khoảng 550 lăn bánh thì chúng ta có Toyota Raize. Nếu mà ở Hà Nội còn 570, 550 là ở tỉnh, còn ở Hà Nội khoảng 570. Đấy thì là những cái mẫu xe gầm cao cỡ A thì tôi nghĩ sẽ phù hợp với Trâm. Vâng, với những sự lựa chọn mà anh Dũng vừa đưa ra thì nếu như bây giờ Trâm hỏi anh Dũng thêm một câu nữa đấy là bây giờ hãy cho Trâm một phương án chốt cuối cùng đi, thì trong số toàn bộ những cái gì mà Dũng vừa đưa ra thì đâu sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất mà theo Dũng là Trâm nên chọn? Thực ra cái này cũng là một sự tư vấn của tôi thôi. Đấy là một cái ở những cái số tư vấn tiếp theo chúng ta có thể cho khách hàng thêm nhiều cái dữ kiện, tức là khách hàng có thể cho chúng ta thêm là có thích cái option hay không, có thích một cái mẫu xe vận hành ra làm sao. Với tôi thì ở trong cái phân khúc cỡ A gầm cao A cộng đấy thì tôi ưu tiên mẫu mẫu Kia Sonet. Tại vì sao lại như vậy? Vì bạn ý là một single mom, tức là bạn ý là có nhà có trẻ nhỏ mà hay đi trong phố. Thì cái mẫu Toyota Raize tôi cảm giác nó chạy trong phố nó hơi ồn và cái turbo của nó sẽ không thực sự tối ưu khi chạy phố. Trong khi đó Kia Sonet thì lại sử dụng là máy 1.5 nhưng hộp số CVT thì nó sẽ êm ái mượt mà hơn. Và quay trở lại Sonet thì nếu mà đủ tài chính mua bản cao cấp nhất là Premium thì có rất nhiều trang bị rồi, ví dụ màn hình đề nổ, cửa sổ trời, ga tự động đó. Vậy tóm lại là chúng ta sẽ tùy vào rất là nhiều những cái nhu cầu của từng người, đúng không? Nào là thiết kế, nào là công năng, nào là nhu cầu của họ, đúng không? Và hy vọng những số tới thì trên ghế sẽ đưa tới cho khách mời những chân dung nó thực sự là cụ thể hơn để khách mời có thể tư vấn được cho khán giả những mẫu xe thực sự là sát sườn với nhu cầu của họ, đúng không? Vâng, cảm ơn Dũng rất nhiều khi đã tham dự chương trình Trên Ghế và đặc biệt là series Trên Ghế Nóng Ai Chọn Xe Gì ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tư vấn của chuyên gia Đoàn Anh Dũng. Và đừng quên gửi cho chúng tôi những câu hỏi và chân dung của các bạn để tiếp tục cùng với các chuyên gia đưa ra những lựa chọn phù hợp cho mùa mua sắm cuối năm. Và bây giờ đừng quên quét mã để chúng ta có thể tiếp tục trải nghiệm mini game các bạn nhé. Mini game của tuần này, thử thách trên ghế. Người chơi quét mã QR để nhập vai người lái xe, di chuyển trên đường thu thập những vật phẩm và tránh chướng ngại vật trên hai làn đường. Người chơi dùng phím cách hoặc click chuột trên bàn phím máy tính hoặc click vào màn hình điện thoại để chuyển làn và né chướng ngại vật, thu thập vật phẩm. Để nhận thêm lượt chơi game, các bạn có thể làm theo những cách sau. Cách 1. Share kết quả lên trang Facebook cá nhân để nhận thêm lượt chơi, tối đa một lần một ngày. Cách 2. Đón xem show, trên ghế và scan mã QR hiển thị ngẫu nhiên ở góc màn hình để được tặng thêm 3 lượt chơi. Giải thưởng dành cho 3 người chơi có điểm số cao nhất hàng tuần và hàng tháng, công bố trên fanpage AutoPro. Chúc các bạn may mắn! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Trên Ghế.